Hello bạn nha, hôm nay thì mình cũng trở lại cửa hàng xe máy mới để cập nhật xe cho anh chị các bạn mình. Hôm nay mình đồng hành với Trinh, chào em. Hello, em chào anh, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã biết về video này của Trinh nha. Thì ở video này Trinh sẽ cập nhật những màu mới của dòng xe Windows V3. Tại vì mấy clip trước á, thì cái dòng xe Windows V3 bên Trinh lên màu không có kịp á, nên quay rất là ít màu nha, cũng rất là nhiều anh tò mò và hỏi về cái dòng xe và màu mới của cái dòng xe này rất là nhiều. Thì hôm nay bên Trinh đã lên rất là nhiều màu rồi á, thì Trinh sẽ làm một cái clip nói riêng về cái dòng xe này để cho cả nhà tham khảo những cái màu mới và sẽ báo giá tại thời điểm hiện tại để cả nhà tham khảo luôn nha. Đầu tiên là em màu xanh xi măng, phiên bản sơn 3D do cửa hàng bên Trinh up lên, đi với tem màu đỏ và màu đen ha cả nhà ha. Thì màu xe cũng rất là đẹp và cái bản xanh xi măng này bên Trinh lên rất là nhiều rồi á mọi người đó, cả nhà tham khảo ha. Quan trọng thì giá xe hiện tại tháng 8 thì có lên hoặc xuống gì không em? Dạ, giá xe đang bình ổn anh. Hiện tại thì màu sơn 3D bản phanh CBS thì bên em đang bán ra với giá là 35 triệu nha cả nhà. Là cả màu sơn luôn mọi người, cũng ở mức tầm ba mấy triệu thôi á mọi người. Cũng giá cũng đang rất là rẻ á mọi người. Đó. Và cả nhà chỉ cần chạy trước tầm khoảng 6 triệu là lấy xe về rồi, và chỉ cần có căn cước công dân là được nha cả nhà. Và đặc biệt là khi cả nhà lên cửa hàng mua xe, bạn có liên hệ trước với Trinh đó, Trinh sẽ hỗ trợ chi phí sân xe đi lại là 2 triệu đồng, kèm theo đó Trinh sẽ hỗ trợ tất cả những phụ kiện gắn trên xe giảm 50% nha cả nhà. Rồi tiếp theo là màu xám xi măng đó mọi người, màu xám xi măng này cả nhà. Màu này cũng rất là đẹp luôn, cà vẹt sẽ ra là xám đen đó mọi người, còn xám xi măng là cả nhà hay gọi á đó. Đó mọi người, cả nhà nhớ quan sát ha. Và đây là bản ABS luôn đó các bạn. Dạ. Yeah. ABS luôn. Thì bản ABS hiện tại cả màu sơn luôn, đã bao gồm màu sơn luôn, là bên Trinh đang bán ra với giá là 38 triệu 500 ngàn đồng nha mọi người. Đó. Đấy các bạn, cái màu cực kỳ đẹp luôn nha. Ha? Cũng rất là đẹp luôn. Đó. Tem thì giống nhau nha mọi người. Bốn em này là tem giống nhau. Tiếp theo là em màu xanh cốm, các bạn sẽ ra là xanh đen. Lợi thế khi các bạn mua màu xanh là các bạn chạy bị cũ rồi á, các bạn lên xanh khác sẽ không cần đổi màu trên cà vẹt đó cả nhà. Rồi. Tất cả các màu sơn 3D bên Trinh đều được bảo hành và sẽ đổi màu cà vẹt hợp lệ cho cả nhà chạy ha. Rồi, tiếp theo là màu vàng đen. Cà vẹt sẽ ra là vàng đen luôn nha cả nhà. Rồi. Màu vàng rất là sáng luôn các bạn ơi. Màu vàng rất là sáng. Tem này thì cũng giống như ba chiếc lúc nãy Trinh quay á. Tem thì giống nhau, phối tem đỏ đen ha. Còn về phần tem, các bạn nếu mà không thích những cái tem ở đây mà thích cái màu không á, các bạn mình có quan tâm cái tem nào độc lạ hơn á, yeah, có thể liên hệ cho Trinh, Trinh sẽ lên tem theo ý tưởng các bạn mình luôn. Dạ, yeah, đúng rồi. Tất cả các màu mà các bạn đặt á thì sẽ bằng với những chiếc sơn sẵn tại cửa hàng luôn nha. Rồi, tiếp theo là màu Repsol đó mọi người. Màu Repsol, phiên bản này và phanh CBS, tất cả các màu sơn đều bằng giá nhau hết ha. Vino hôm nay rất là nhiều màu luôn nha các bạn. Thoải mái lựa luôn á. Đây. Rất là nhiều màu luôn. Bên Trinh xám xi măng mà cái màu tem nó khác nè em. Dạ, màu xám xi măng tem này khác nè cả nhà. Bản này thì xám xi măng giống như cái chiếc thứ hai mà nãy Trinh quay, nhưng mà tem là phối tem khác ha, đi tem màu cam với màu đen, họ tiết cũng khác luôn ha. Rồi. Tiếp theo là màu xanh. Đó, màu xanh giống như cái xanh cốm hồi nãy chiếc thứ ba á. Thì bây giờ bên Trinh đã phối thêm cái tem khác. Tem này thì nhìn đơn giản hơn, chỉ phối trắng đen thôi, nhưng mà xe cũng rất là đẹp luôn đó cả nhà. Đó. Rồi. Cả nhà rồi, nhớ nha. Cả nhà lên cửa hàng mua xe bảo có liên hệ trước với Trinh ha, là sẽ được rất là nhiều ưu đãi luôn, được hỗ trợ chi phí sân xe là 2 triệu này, được giảm giá xe này, rồi được giảm giá phụ kiện và rất là nhiều phần quà khuyến mãi luôn ha. Số điện thoại Trinh có ghi trên màn hình, số đó Trinh có sử dụng Zalo ha. Rồi tiếp theo là màu trắng. Màu trắng này cả nhà. Đây, màu trắng cũng rất là đẹp luôn nha. Trắng ngọc Trinh đó, trắng rất là trong và đẹp luôn. Màu sơn 3D nhưng mà bên Trinh sơn rất là đẹp luôn đó cả nhà. Rồi. Tiếp theo là màu xám ánh tím, màu xám tím iPhone đó mọi người. Đó. Cực kỳ đẹp luôn ha. Xám tím, bản này thì hầu như là dòng xe nào bên Trinh cũng có lên màu xám tím này, tại vì nó đang rất là hot á. Lấy ý tưởng từ chiếc iPhone 14 đó cả nhà. Rồi tiếp theo là cũng là màu xanh, nhưng mà xanh này tem khác nha, nha mọi người. Đó. Rất là đa dạng để cho mấy anh chị em lựa chọn này. Rồi tiếp theo là màu trắng nữa, cũng là màu trắng nhưng mà tem mình đi tem khác nha mọi người. Thì nói chung là màu bên Trinh thì cũng xoay quanh những cái màu đang hot, nhưng mà tem thì bên Trinh sẽ thay đổi liên tục đó mọi người. Hai cả nhà quan sát ha.
ngoài những màu sơn 3D tại cửa hàng thì bên Trinh còn có đầy đủ tất cả các màu zin. Thì màu zin thì nó sẽ rẻ hơn nha mọi người. Thì cả nhà nếu mà ai mà không thích màu sơn 3D, muốn quan tâm màu zin thì có thể inbox Zalo số điện thoại Trinh có ghi dưới màn hình. Trinh đọc lại ha, 0889670608, số Trinh có sử dụng Zalo luôn. Các bạn nhớ đến cửa hàng mua xe alo sau đó, hoặc là inbox Zalo số điện thoại đó luôn, để Trinh hỗ trợ tư vấn cũng như là tính cụ thể chi phí lăn bánh của từng em xe mà cả nhà chọn ha. Và sẽ gửi mẫu chi tiết thêm một số mẫu xe nữa, tại vì thường là khi mà quay video thì không đầy đủ tất cả các mẫu xe đâu, cho nên là cả nhà kinh bóc Zalo để được tư vấn cụ thể chi tiết và sẽ được hỗ trợ chi phí sang xe lại khi mà đến cửa hàng mua xe nha. Cả nhà cần Trinh hỗ trợ tư vấn gì thì nhấn inbox Zalo cho Trinh nha. Bye bye mọi người.